Xin chào quý vị và các bạn, mình là Sang, mình bán xe Ford ở Sài Gòn. Hãy gọi cho Sang khi mua xe Ford để được hỗ trợ tốt nhất. Ford Explorer, đây là chiếc SUV bán chạy nhất mọi thời đại trên đất nước Mỹ. Sau gần một thập kỷ, Explorer đã cho ra mắt thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới, với nhiều đột phá về hệ thống chuyển động, khung gầm, phong cách thiết kế. Do ảnh hưởng bởi Covid và một nhà máy chip bán dẫn lớn tại Nhật Bản đã bị cháy, ảnh hưởng tới hơn 30% sản lượng trên toàn thế giới, gây ra tình trạng khan hiếm chip và không thể sản xuất ô tô, nên Explorer thế hệ thứ 6 nhập về Việt Nam bị chậm so với dự kiến. Khoảng cuối năm nay đến đầu năm 2022 sẽ bán tại Việt Nam, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, Sang tạm gọi là Explorer 2022. Sang so sánh nhanh hai phiên bản 2022 với 2019 và tìm hiểu kỹ về những nâng cấp trên Explorer Limited 2022 mới. Có những trang bị tiêu chuẩn và những trang bị tùy chọn thêm sẽ được Ford cân nhắc tân trang cho xe để nhập về Việt Nam. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu cụ thể về option như thế nào, hãy bình luận cho Sang biết. Về ngoại hình thì cả hai phiên bản đều hướng tới những đường nét thiết kế sang trọng. Sẽ sử dụng một bộ mâm lớn 20 inch và có thể tân trang thêm lốp tự vá của Michelin. Trong khi Explorer 2019 có thiết kế ngoại hình cứng cáp, thì Explorer 2022 được thiết kế lại, mang tới một cảm giác thanh thoát và hiện đại. Về động cơ và hệ thống chuyển động, Explorer 2022 sử dụng một động cơ 2.3 lít EcoBoost và đã được tinh chỉnh lại cho sức mạnh lên tới 300 mã lực. Ở phiên bản tiền nhiệm, Explorer 2019 sử dụng một hộp số tự động 6 cấp và đã được nâng cấp lên hộp số 10 cấp ở phiên bản mới, giúp chiếc xe chạy khỏe, mượt và êm ái. Đây là một hộp số nổi tiếng của hãng Ford, được dùng trên rất nhiều mẫu xe cao cấp. Sang sẽ để đường link tham khảo ở phần bình luận. Explorer 2019 có hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian với động cơ giật ngang, thiên về lực kéo. Còn Explorer 2022 đã được đổi mới, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, động cơ đặt dọc, thiên về lực đẩy, mang tới một cảm giác lái thể thao, mạnh và sướng hơn. Explorer 2022 sử dụng một bộ khung gầm mới hoàn toàn, thay cho bộ khung gầm 8 năm tuổi của thế hệ trước. Bộ khung gầm mới cứng cáp hơn nhờ việc gia cường với hơn 25% thép siêu cứng boron, an toàn hơn thế hệ trước, đạt chuẩn an toàn 5 sao theo chương trình đánh giá xe mới của châu Âu, uy tín trên toàn thế giới. Khung gầm hoàn toàn mới của Explorer cũng được sử dụng trên chiếc SUV hạng sang Lincoln Aviator 2022, cho ta thấy được sự tuyệt vời của bộ khung gầm mới này. Với những điểm nâng cấp như là chiều dài cơ sở lớn hơn, được gia tăng 15cm so với phiên bản trước, cách bố trí động cơ đặt dọc và kết hợp với một hộp số tự động 10 cấp giúp gia tăng lực kéo từ 1,4 tấn ở phiên bản trước lên 2,4 tấn ở phiên bản mới. Xe cân bằng hơn, mạnh hơn, mang tới một cảm giác lái êm mượt, tuyệt vời đúng chất xe sang. Về các công nghệ an toàn cốt lõi thì Explorer nói riêng và hãng Ford nói chung đã và đang làm rất tốt, Sang chỉ đề cập tới những công nghệ nâng cao mà thôi. Công nghệ giữ làn đường tự động, cảnh báo điểm mù, tự động điều chỉnh góc sáng. Xe được trang bị đầy đủ các cảm biến xung quanh xe, camera 360 độ, tay lái trợ lực thông minh, công nghệ hỗ trợ đỗ xe và ra khỏi ô đỗ tự động. Explorer 2022 được nâng cấp thêm nhiều công nghệ cao cấp hơn. Phanh tự động khẩn cấp giúp hạn chế va chạm khi lái xe mất tập trung hoặc phanh không kịp. Công nghệ tự động giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước. Công nghệ cân bằng và ổn định thân xe do tác động gió ngang hông, rất quan trọng khi xe đi tốc độ cao và nhất là khi đi đường mùa mưa bão, gió lớn. Hệ thống kiểm soát địa hình, hỗ trợ đổ đèo và 7 chế độ lái khác nhau. Hãy thử tưởng tượng, gia đình quý vị sử dụng Explorer 2022. Đó là cảm giác yên tâm, an toàn trên mọi cung đường, chạy mượt mà và êm ái. Có hai tùy chọn màu da, đó là màu đen và màu kem. Màu đen mang tới sự đồng bộ, sạch sẽ và sang trọng. Màu kem thì sang trọng theo hướng nhẹ nhàng hơn. Xe được trang bị rèm che nắng và điều hòa tự động 3 vùng khí hậu, giúp tất cả người ngồi trong xe được thoải mái nhất. Và đặc biệt, phiên bản mới được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp 12 loa B&O cho chất lượng âm thanh tuyệt vời. Không còn những đường nét cổ điển như phiên bản 2019,
Explorer 2022 thay đổi ngoạn mục về thiết kế nội thất, hiện đại và tiện nghi. Hiện tại chưa có giá bán chính thức tại Việt Nam, giá bán sẽ ở mức 2 tỷ 1 tới 2 tỷ 2, mức giá hợp lý với những nâng cấp tuyệt vời của phiên bản mới này. Sang đánh giá, Explorer 2022 là một chiếc SUV tuyệt vời tại Việt Nam, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, nội ngoại thất sang trọng, tiện nghi, khung ngầm thế hệ mới, an toàn với đầy đủ các công nghệ cao cấp, hệ thống chuyển động mới vận hành tốt. Sang tin chắc đây sẽ là chiếc SUV 7 chỗ phù hợp với gia đình của quý vị và các bạn. Không những người lái thích, người ngồi thoải mái mà còn an toàn tuyệt vời. Hãy liên hệ Sang để đặt hàng và nhận xe sớm nhất. Cuối cùng hãy nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin từ Sang. Hãy cho Sang biết những suy nghĩ và cảm nhận bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Sang chúc tất cả mọi người đều khỏe mạnh và đại dịch sớm đi qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.